cô xin chào tất cả các em. Giáo dục địa phương 6 phần 3, cô và các em sắp cùng tìm hiểu kỹ hơn về một vài di tích nổi bật ở quận 11 nhé. Các em có biết là những hình ảnh này diễn ra ở đâu hay không? Thì vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2021, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt diễn ra tại Đài tưởng niệm liệt sĩ quận 11 ở phường 3, Bia tưởng niệm liệt sĩ an ninh T4 ở phường 8 và Bia tưởng niệm liệt sĩ phường 16. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về Bia tưởng niệm liệt sĩ an ninh T4 phường 8 rất gần với trường chúng ta, phải không nào? Thì đây là hình ảnh mà vào ngày sáng 24 tháng 11 2003 tại công viên Lãnh Binh Thăng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, khu ủy Sài Gòn Gia Định, quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 11 đã tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm 12 anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang khu Sài Gòn Gia Định T4, bảo vệ an toàn Bộ Tư lệnh Tiền Phương 2 trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Cách đây hơn 35 năm, vào ngày 31 tháng 1 năm 1968, để bảo vệ cho Bộ Tư lệnh Tiền Phương 2, phân đội an ninh võ trang T4 gồm 12 chiến sĩ được lệnh chốt tại chợ Thiết, trường đua Phú Thọ để chiến đấu kìm chân địch. Một trận đánh ác liệt không cân sức kéo dài suốt 7 ngày đêm, từ mùng 1 đến mùng 7 Tết Mậu Thân, giữa 12 chiến sĩ ta với 2 tiểu đoàn biệt động quân cùng lực lượng cảnh sát giã chiến ngụy được xe tăng và máy bay chi viện. Các chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường anh dũng, tiêu diệt 127 tên địch, bắn cháy 19 xe cơ giới, trong đó có 14 xe bọc thép, thu nhiều súng đạn và tất cả đã hy sinh khi còn rất trẻ. Hàng năm, quận 11 chúng ta đều tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ quận 11 nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và thắp những ngọn nến nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc để dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Qua phần giới thiệu của cô, vậy các em có mong muốn được viếng bia tưởng niệm đài tưởng niệm liệt sĩ ở quận 11 mình hay không? Các em có suy nghĩ gì về hoạt động này? Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về hai ngôi chùa nổi bật ở quận 11 chúng ta, đó là chùa Sát Viên và chùa Phụng Sơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với chùa Sát Viên, ngôi chùa hơn 200 tuổi ở quận 11. Chùa Sát Viên còn được biết đến với cái tên là chùa Hố Đất. Hiện chùa tọa lạc tại số 161/35/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11. Năm 1993, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hình ảnh trên đây chính là kiến trúc tổng thể của chùa Sát Viên. Chùa đã được trải qua 3 đợt trùng tu lớn vào những năm 1958, 1961 và 1962, nên tính đến nay, diện mạo của chùa có sự thay đổi ít nhiều. Thế nhưng kiến trúc gốc của chùa Sát Viên được thiết kế dựa trên hình ảnh của những ngôi chùa ở Nam Bộ ngày xưa. Diện tích của toàn bộ khuôn viên chùa khoảng 20.000 m2, được thiết kế theo bình đồ hình chữ chung. Chùa có tất cả là 153 pho tượng lớn nhỏ, mà hầu hết những pho tượng trong chùa đều được làm bằng gỗ, 58 bao lam hay còn gọi là cửa võng và 60 phù điêu. Đây được xem là những cổ vật đặc trưng của ngôi chùa hơn 200 năm tuổi. Những cổ vật này đã xuất hiện từ thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20. Đặc trưng của chùa là những bộ sừng gỗ được chạm khắc tinh vi
mang đậm giá trị văn hóa của những ngôi chùa ở miền Nam Việt Nam. Chiều dài của bao lam bá điểu vô cùng ấn tượng, khoảng 3 mét, chiều rộng 2,2 mét. Khi ngắm nhìn, bạn sẽ có cảm giác như cả thế giới loài chim được tụ họp tại bao lam. Ngoài ra, chùa Giác Viên vẫn còn lưu trữ rất cẩn thận những cổ vật mà Triều Nguyễn tặng Hòa Thượng Tiên Giác Hải Tịnh, gồm một giá võng và một gốc mai cổ thụ. Chùa Giác Viên quận 11 không hổ danh là ngôi chùa cổ đại của Phật giáo, ngụ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tại sao chúng ta không cùng chung tay giữ gìn kiến trúc của ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm của năm tháng, phải không các em? Ngoài ra, ở quận 11 chúng ta còn có thêm một ngôi chùa cũng được xếp vào di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào tháng 11 năm 1988. Đó chính là chùa Phụng Sơn, tọa lạc tại số 1408 đường 3 tháng 2 thuộc phường 2, quận 11. Chùa Phụng Sơn được thiền sư Liễu Thông, sinh năm 1754, mất năm 1840, tạo lập vào đầu thế kỷ 19 dưới triều vua Gia Long, trên nền của một ngôi chùa chân lạp cổ nằm trên một đồi nhỏ, bao quanh là ao bầu chuồng có trồng sen. Tương truyền, trên đường đi vân du vào phủ Gia Định, thiền sư Liễu Thông trông thấy cảnh trí nơi này thanh tịnh, thích hợp cho việc tu hành nên dựng một am tranh tại đây và được người dân quanh vùng gọi bằng một cái tên dân dã là Chùa Gò. Một hôm, có một con chim phụng đến đậu trên cây ngô đồng trước am và cất tiếng gáy. Thiền sư cho rằng đó là điềm lành nên đặt tên chùa là Phụng Sơn Tự, có nghĩa là chùa trên núi có chim phụng. Chùa Phụng Sơn thờ kiểu tiền Phật hậu tổ, điện Phật có nhiều tượng Phật xưa bằng gỗ, thiếp vàng chạm trổ mỹ thuật. Tổng cộng chùa có khoảng 40 pho tượng thờ. Nhiều tượng thờ do nhóm thợ từ Sa Đéc do Hòa Thượng Huệ Minh mời đến chùa để tạo tác vào những năm đầu thế kỷ 20. Có nhiều pho tượng quý như Bộ Di Đà Tam Tôn, Bộ Ngũ Hiền Thượng Kỳ Thú, pho tượng Phật bằng đá, tượng Tiêu Diện, vân vân. Khu đất chùa Phụng Sơn tọa lạc là một di tích khảo cổ học. Tài liệu của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào các năm 1988 và 1991, các nhà khảo cổ học đã tìm được những mặt người bằng đất nung đồ gốm thuộc văn hóa Ốc Eo. Ở đây cũng đã tìm thấy một tượng Phật bằng đồng theo phong cách Thái Lan. Như vậy, ở tiết này, cô và các em đã cùng tìm hiểu về bia tưởng niệm liệt sĩ An ninh T4 ở phường 8, quận 11, cùng với hai ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, đó chính là chùa Giác Viên và chùa Phụng Sơn. Bây giờ, cô có câu hỏi dành cho các em như sau. Các em hãy tìm hiểu thêm về một ngôi chùa hay một địa điểm nổi bật ở quận 11, chẳng hạn như công viên Đầm Sen, sân vận động Phú Thọ, hay là một địa điểm nào đó mà các em biết, các em thích, các em quan tâm nha. Như vậy, tiết học ngày hôm nay tìm hiểu về một vài di tích nổi bật ở quận 11 của chúng ta đến đây là kết thúc. Chắc hẳn là qua tiết học này, các em đã hiểu biết thêm về một vài di tích mà rất là gần với nơi mà các em ở hoặc là gần với trường học Chu Văn An của chúng ta, phải không nào? Sau đây, cô có hai câu hỏi dành cho các em. Cô đọc lại hai câu hỏi đó nhé. Thứ nhất, các em có mong muốn được viếng bia tưởng niệm đài tưởng niệm liệt sĩ ở quận 11 mình hay không? Các em có suy nghĩ gì về hoạt động này? Các em hãy tìm hiểu thêm về một ngôi chùa hay một địa điểm nổi bật ở quận 11, chẳng hạn như công viên Đầm Sen, sân vận động Phú Thọ, hay là bất cứ nơi nào mà các em quan tâm, các em thích. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.